Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Trên tay mình hiện nay, bên phải đang là chiếc A5 phiên bản 2016 và bên trái là chiếc R7S. Cả hai chiếc máy này thì đều có chung một mức giá là 8.999.000 trên kệ của Xiaomi. Và hôm nay thì mình sẽ có một video so sánh nhanh để xem rằng chiếc máy nào cùng mức tiền đó thì sẽ đáng mua hơn nhé. Đầu tiên cho em bắt đầu với bên ngoài. Cả hai chiếc máy này thì đều có đặc điểm chung, đó là đều thiết kế nguyên khối. A5 2016 thì là có phần khung kim loại và chiếc sau thì được làm từ kính. Còn R7S thì là chúng ta sẽ có cả khung và phần mặt sau đều được làm từ kim loại. Cả hai chiếc máy thì đều là tầm trung, tuy nhiên thì về chất lượng gia công thì đều rất là tốt và có không có điểm gì chúng ta có thể chê được. Điểm yếu trong thiết kế của A5 có lẽ là phần mặt sau này thì được làm từ kính, cho nên nó hơi bám lại mồ hôi và dấu vân tay. Còn với R7S thì phần mặt lưng này thì nó không bám lại quá nhiều như là trên chiếc A5. Tuy nhiên thì hai chiếc máy này thì có hai cách phối màu khác nhau. Với A5 thì chúng ta sẽ có phiên bản màu hôn với cách phối màu rất là đặc biệt, đó là màu đen và màu vàng với nhau. Còn trên chiếc R7S thì nó là màu vàng và trắng. Nhiều người sẽ nhìn cái vàng trắng này sẽ thuận mắt hơn. Tuy nhiên thì với cách phối màu mới này của Samsung thì họ đã làm cho nút home của họ trở thành một cái chi tiết cực kỳ nổi bật ở phần mặt trước, với có một đường viền vàng chạy xung quanh. Với một cách phối màu này thì mình nghĩ là A5 sẽ phù hợp với đối tượng sử dụng là nam, còn với R7S thì có lẽ là các chị em dùng thì sẽ hợp hơn. Cái thứ hai là chúng ta sẽ so sánh về màn hình. Màn hình của A5 thì có kích thước là 5,2 inch, là màn hình Super AMOLED và có độ phân giải là Full HD. Màn hình của R7S thì cũng là màn hình Full HD và nó là màn AMOLED và kích thước của nó thì lớn hơn một chút là 5,5 inch, cùng độ phân giải, tuy nhiên kích thước màn hình thì bé hơn. Thế nên là màn hình của A5 thì nó sẽ có một cái độ sắc nét cũng như là mật độ điểm ảnh nó cao hơn, không quá nhiều so với cả R7S. Tuy nhiên thì R7S thì lại là có màn hình lớn hơn, thế nên là chúng ta mà xem phim hay là chơi game ấy thì nó sẽ tạo cảm giác đã hơn là so với cả A5. Cả hai màn hình này thì đều có chất lượng hiển thị rất là tốt, màu sắc rất là tươi và màn rất là trong, và mình không có gì phải chê bai về hai cái màn hình này cả. Màn hình của A5 thì có lẽ là nhỉnh hơn so với cả R7S một chút, thì là bởi vì nó có cái viền màn hình nó mỏng hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh về hiệu năng, tính năng và một ít về camera. Cả chiếc máy này thì đều có camera sau với độ phân giải là 13 megapixel. Tuy nhiên A5 thì có nhỉnh hơn một chút với khả năng chống rung quang học. Camera trước thì R7S lại vượt trội hơn so với cả A5 bởi vì nó có độ phân giải lên đến 8 megapixel. Còn A5 thì chỉ là 5 megapixel thôi. Tuy nhiên thì camera của A5 thì có cái khẩu độ lớn hơn là f1.9, còn camera của R7S thì là f2.2 ở camera sau và f2.4 ở camera trước. Với việc khẩu độ lớn hơn như thế thì camera của A5 thì sẽ thu được nhiều sáng hơn. Sắp tới trên channel thì sẽ có một bài của máy bay, thì bạn đi so sánh chất lượng ảnh của hai chiếc máy này, các bạn nhớ chú ý đó xem nhé. Về cấu hình thì có lẽ là A5 thì đang có một con chip mạnh hơn so với cả R7S. R7S thì đang dùng con chip Snapdragon 615, có 4 nhân xung nhịp 1.5 GHz và có 4 nhân xung nhịp là 1 GHz. Còn A5 thì lại sử dụng con chip cũng có 8 nhân và xung nhịp nó thì cao hơn là 1.6 GHz. Mình có chấm điểm AnTuTu Benchmark và có so sánh hai chiếc máy này với nhau thì A5 vượt trội hơn với 40.000 điểm và 5.000 điểm 3D. Còn R7S thì chỉ được là 35.000 điểm tổng thể và khoảng 2.500 điểm 3D thôi. Như vậy về khả năng giải trí, ví dụ chơi game các thứ, thì có lẽ là A5 là vượt trội hơn so với cả R7S. Nhưng mà không phải vì thế mà R7S lại thua kém A5. R7S thì có mức RAM lên đến tận 4GB và khả năng đa nhiệm của nó phải nói cực kỳ tốt. Còn với Samsung A5 thì nó chỉ có mức RAM là 2GB, cộng thêm với cái việc là cái giao diện TouchWiz của Samsung rất là nặng và tính năng của họ thì không cho phép nhiều ứng dụng chạy nền, thế nên là khả năng đa nhiệm của nó thì cũng không được tốt lắm. Nếu mà so với cả R7S thì đúng là một trời một vực luôn. Không chỉ dừng lại đó mà R7S thì cũng có cái cục pin lớn hơn so với cả A5, đó là 3070 mAh, còn cục pin của A5 thì sẽ chỉ là 2900 mAh thôi. Thế nên là với cục pin lớn hơn thì về thời gian sử dụng thì có lẽ là R7S sẽ nhỉnh hơn so với cả Samsung Galaxy A5. Hơn về pin, hơn về RAM rồi, R7S thậm chí là còn hơn cả về bộ nhớ trong nữa. A5 chỉ có bộ nhớ trong là 16GB, R7S thì có bộ nhớ trong lên đến 32GB cơ. Cả hai chiếc máy này thì đều hỗ trợ bằng thẻ nhớ mở rộng lên đến 128GB. Tuy nhiên thì R7S thì sẽ chỉ cho chúng ta lựa chọn là 2 SIM hoặc là 1 SIM 1 thẻ nhớ. Còn A5 thì nó là 2 SIM và 1 thẻ nhớ đều được. Chúng ta muốn mở rộng bộ nhớ thì chúng ta không phải hy sinh bất cứ 2 SIM nào cả. Nãy giờ như có vẻ là mình dìm A5 hơi nhiều, bây giờ phải nâng lại A5 thôi. A5 thì có khá nhiều các cái tính năng cao cấp mà trên R7S thì không có. Đó chính là cảm biến vân tay. Cảm biến vân tay của A5 thì các bạn đã xem các cái video mình so sánh với cả S6 này, mình trên ra nhanh này, mình đánh giá chi tiết này. Các bạn có thể thấy là cái tốc độ cảm biến vân tay của nó rất là nhanh và nhạy, và nó không hề thua kém bất cứ mẫu máy cao cấp nào hết. Và chúng ta muốn có cảm biến vân tay trên dòng máy R7 của Oppo thì có lẽ chúng ta sẽ phải mua R7 Plus, thì chúng ta sẽ phải trả mức giá cao hơn. Như vậy vừa rồi là mình đã có một video so sánh giữa hai chiếc máy được cùng một mức giá là 8.999.000, đó là Samsung Galaxy A5 phiên bản 2016 và R7S. Cả chiếc máy này đều có ưu điểm và nhược điểm riêng mà mình cảm thấy là rất là khó chọn giữa hai máy ấy. Thế có lẽ là mình phải nhờ các bạn thôi. Các bạn thấy chiếc máy nào đáng mua hơn, hoặc là các bạn muốn hỏi thêm gì về hai chiếc máy này thì hãy chia sẻ phần comment bên dưới nhá.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.